Bất động sản miền quê xin kính chào quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước ạ. Dạ, hôm nay em đang đứng ở vị trí đất là ở xã Phú Hòa và xã Phú Điền ha, giữa hai bên xã Phú Hòa và Phú Điền, huyện Định Quán, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, quý anh chị ha. Em đang đứng trên đường đường dẫn cao tốc, đường dẫn cao tốc quý anh chị. Bữa giờ em cũng quay clip nhiều nhưng mà em cũng chưa nói với quý anh chị là hình dung ra được là những cao tốc đậm đâu. Đây đây đường dẫn cao tốc quý anh chị ha, đây đang làm là xe đang làm là quý anh chị, làm từ Tết giờ ha, con đường rất là to khủng khiếp luôn quý anh chị, đó to khủng khiếp luôn, đường này mười mấy mét đó quý anh chị ơi, đó chưa đâu còn ranh giới tuốt đây nè quý anh chị, nè ranh giới cho tuốt trong ruộng nè quý anh chị thấy không, đi tuốt kia nè móc ranh giới đó không, đó thấy không, móc ranh đất thấy không, nó tuốt luốt chỏng rồi đó. Hôm nay em đi quay hai sào 266, gần hai sào ba ruộng quý anh chị ha, hai sào ba đất ruộng, hai sào ba đất ruộng. Bây giờ em chạy tới miếng đất cho quý anh chị xem, đây là đường dẫn nha, đường dẫn cao tốc ha, cái này chạy thẳng ra kia khoảng chừng 500 m là mình gặp luôn cái lộ nhựa luôn quý anh chị ha, đó là đường 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 nhựa trà trà cổ, đường ở ngoài đường trà cổ quý anh chị ha, đường trà cổ Phú Hòa Phú Điền á, đường trà cổ Phú Điền á. Còn đây là con đường trục đường dẫn cao tốc, tất cả hai huyện Tân Phú và huyện huyện Ninh Quán đa số đều dân địa phương đều muốn đi sau này muốn đi về thành phố Hồ Chí Minh thì đều bắt buộc phải đi qua con đường này, con đường này là đường dẫn cao tốc đó. Bữa giờ em cũng quay nói cao tốc thì nhiều nhưng cũng chưa cho quay cũng chị xem. Bữa giờ cái này làm từ Tết giờ quý anh chị mà làm chưa xong đúng không, cái này làm lâu lắm, dự án này chắc lâu á, đường này dài mà nối giữa mấy xã với nhau mà anh chị thấy không, đường chà bá nữa, tuốt tuốt dưới kia nữa kìa, tuốt tuốt dưới kia anh chị thấy không, đang làm tuốt dưới kia làm lên nữa kìa. Rồi em sẽ chạy tới lô đất của anh chị xem ha, lô đất ruộng này có view bao bao đẹp. Rồi quý anh chị cầm máy nha, từ đây tới đó khoảng chừng 300 m thôi. Quá trời mát luôn, buổi chiều đi quay đất rai khoái nhất là quay cảnh mà cái view view giống kiểu ở miền Tây sông nước thì khoái lắm, mát mẻ đã có hứng thú dẫn dắt câu chuyện lôi cuốn hơn, tinh thần thoải mái hơn. Đây là người ta bẫy chim nè quý anh chị, văng lưới bẫy chim á. Đây, tới lô đất mình quay ở đây. Đây quý anh chị ơi, lô đất mình có tổng diện tích là 2 sào 3, mặt tiền đường bê tông dài hơn 40 m, bề sâu hơn 50 m. Bên tay trái nè, đất mình thuộc xã Phú Hòa, đường bê tông luôn quý anh chị ha. Thì chủ đất đang kêu bán lô đất này với giá là 350.000 đồng trên 1 m². Quý anh chị thấy không, đất ruộng có giá lắm đó nha, không có rẻ đâu đó nha, 350.000 đồng trên 1 m². Thì tính ra nó khoảng đây coi, đúng rồi 350 triệu một sào quý anh chị, nói chung là 350 triệu một sào đó, đất vậy quý anh chị ha, đất ruộng thì mình chỉ vuông nhất nha, miếng này vuông nhất nha, sau lưng kia là người ta về yến nè, có nhà ở ha, bên kia người ta múc clip trồng dừa ta ở rồi đó, quý chị thấy không, phía sau đất mình á là người ta trồng dừa múc clip. Từ đây mình đi thẳng ra khoảng chừng 200-300 m là tới chỗ khu dân cư sầm uất nha quý anh chị. Khu vực mình là bên tay trái mình, tương lai khu vực này có thể lên sau này được chuyển đổi mục đích qua, có thể là chắc thể được chuyển đổi qua cây lâu năm quý anh chị ha,
Tại vì em thấy sau lưng mình là người ta trồng dừa trồng cây hết rồi nè. Do mình không muốn trồng thôi, mình trồng bình thường ha. Đó, sau lưng người ta trồng được rồi đó quý anh chị. Thì tương lai khu vực này có thể là chỉ một nỗi mục đích quý anh chị ha. Chắc chắn rồi. Đó, sát đường. Rồi, quý anh chị có thấy mà cái tháp Eiffel đó không? À, tháp Eiffel đó. Cái đó là gì? Là khu du lịch sinh thái Bào Sen. À, sinh thái Bào Sen quý anh chị ha. Làm tổng diện tích đó là gần 100 hecta quý anh chị. Thì ông chủ ở Sài Gòn ổng về ổng đầu tư cả gần 10 năm nay mà chưa xong nữa. Đẹp lắm. Nói chung là chắc hướng về mình làm sinh thái bà, chắc ổng làm theo kiểu mà bà, sinh thái cần cây cối nó nhiều quá quý anh chị. Chưa thành hình, chắc ổng đợi cao tốc xong rồi ổng mới khai trương quá. Đẹp lắm, em vô mấy lần là đẹp cực kỳ luôn. Có đầy đủ hết, không thiếu thứ gì hết. Có sở thú, rồi có hồ bơi, có biển nhân tạo, các kiểu. Rồi quý anh chị thấy cục đá này không? À, cục đá này là cục đá gì? Cục đá này là cục đá chữ thập, đá chữ thập. Quý anh chị cứ lên mạng, quý anh chị xem á, YouTube á, quý anh chị gõ vào cục đá chữ thập là quý anh chị sẽ thấy có rất nhiều người lên trển cắm trại rồi, nói chung là vui lắm, đẹp lắm. Còn chị lên, quý anh chị muốn tham khảo khu lịch sinh thái Bầu Sen á thì quý anh chị cứ lên YouTube, quý anh chị gõ ra thôi ha. Có gì ha. Đó. Thì là từ cái vị trí đất này chạy ra đường dẫn cao tốc. Hồi nãy em thấy chạy chưa tới 1 phút quý anh chị ơi. Em chạy chưa tới 1 phút nữa. Mà em chạy từ từ á, tại em vừa quay em chạy con tay không chạy nhanh á. Có 1 phút à. Rồi, em xin kết thúc clip ở đây. À quên nữa, để em chạy ra cái là khu dân cư luôn cho quý anh chị thấy ha. Là cách khu dân cư bao nhiêu tới khu dân cư ha. Rồi cầm máy luôn. Bây giờ em chạy ra khu dân cư cho quý anh chị xem ha. Khu vực này là được chuyển đổi hết nè quý anh chị ha. Là xưa giờ là cây lâu năm hết rồi nè. Bên tay trái mà là chuyển đổi nè. Nhà ở ha, quý anh chị thấy không? Rồi mình chưa hết chúng tôi gửi quý anh chị ơi. Bởi vậy em phải quay kỹ về cho quý anh chị biết tại sao mà kêu đất lúa mà tới 350 triệu trên một công. Nó có lý do của nó quý anh chị ha. Đó, đây khu dân cư rồi nè. Khu dân cư sầm uất có đèn luôn. Có khu dân cư đông đúc đó quý anh chị thấy rồi đó, sát bên là đường dẫn cao tốc, sát bên là khu dân cư. Bởi vậy tại sao mà một công đất có 350 triệu là một cái điều đương nhiên quý anh chị ha. Cho nên có nhiều quý anh chị sao đất lúa mà thấy gì một công mà 350 triệu mắc vậy? Không phải đâu quý anh chị ơi, tiền nào của đó quý anh chị đó. Bây giờ mà quý anh chị kêu mắc cái vài bữa đó rồi không được luôn rồi nghe, thấy không? Cũng hợp lại quý anh chị ha. Đó, xẹt qua là khu dân cư rồi. Rồi xẹt là lên đường cao tốc. Rồi, em chào cả nhà.